Hôm nay tại khu đô thị mới An Thới thuộc phường An Thới sẽ diễn ra lễ công bố thành lập thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Như vậy, Phú Quốc với gần 200.000 dân trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam. Đảo Ngọc này có diện tích gần 600 km vuông với 150 km đường bờ biển, sở hữu nhiều bãi tắm đẹp đang vươn mình trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế. Lễ công bố thành lập thành phố Phú Quốc sẽ tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước đến với các địa phương khác trong nước, khu vực và thế giới. Qua đó sẽ góp phần tiếp tục gắn kết và phát triển mạnh mẽ về thương mại, dịch vụ, du lịch và thu hút khách đến tham quan, tìm hiểu địa phương. Thu phí không dừng tại các trạm BOT ngày càng được các lái xe hưởng ứng vì nhanh và tiện. Tuy nhiên đã có những vấn đề phát sinh. Những ngày gần đây, nhiều tài xế phản ánh khi đi qua trạm thu phí Nam Cầu Rẽ bị thu phí tới 2 lần Nguyên nhân là barrier của làn thu phí tự động không mở nên tài xế vẫn phải trả tiền mặt. Câu chuyện của một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải clip ghi lại khi qua trạm thu phí Nam Cầu Rẽ. Xe đã dán thẻ nhưng đi qua làn thu phí không dừng vẫn phải dừng và còn phải trả tiền hai lần. Sau khi qua trạm bằng trả tiền mặt, chủ xe đã kiểm tra lại và tài khoản thu phí không dừng đã bị trừ tiền vào đúng thời gian như hiển thị trên camera hành trình. Phản hồi về vấn đề này, nhân viên thu phí khẳng định dù là cổng thu phí không dừng nhưng ở đó không thực hiện. Không chỉ riêng trạm Nam Cầu Rẽ, tình trạng này được mô tả diễn ra ở khá nhiều nơi và gây bức xúc cho người sử dụng dịch vụ. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý, Truyền thông Mỹ ngày 7 tháng 1 đưa tin Bộ trưởng Giao thông vận tải Eleni Chao sẽ từ chức để phản đối sau khi một đám đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump có các hành động bạo lực và xâm nhập trái phép vào tòa nhà quốc hội, trở thành quan chức nội các đầu tiên và là thành viên cấp cao nhất của chính quyền Trump từ chức sau cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1. Trong một bức thư gửi cho nhân viên Bộ Giao thông vận tải, bà Chao nhấn mạnh, Hôm nay ngày 6 tháng 1, đất nước chúng ta đã trải qua một sự kiện đau thương và hoàn toàn có thể tránh được khi những người ủng hộ Tổng thống xông vào tòa nhà Capitol sau một cuộc biểu tình mà ông Trump đã thúc đẩy. Trong thư, bà Chao cũng cho biết sẽ đưa ra quyết định chính thức vào ngày 11 tháng 6 tới. Theo nhận định của tờ The Hill, sự ra đi của bà Chao là một lời quả trách đối với ông Trump. Bà Chao là Bộ trưởng Giao thông Vận tải kể từ khi Tổng thống Trump nhận chức. Sau khi trải qua 8 năm trên cương vị Bộ trưởng Lao động dưới thời Tổng thống George Bush, Bà Chao cũng khẳng định nhóm của mình sẽ tiếp tục hỗ trợ cựu thị trưởng thành phố Sao Ben, bang Indiana, PT Buttigieg, ứng cử viên cho vị trí bộ trưởng giao thông vận tải được ông Biden đề cử gần đây. Bà Chao là phu nhân của lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell, người đã được các lực lượng chức năng bảo vệ tại một địa điểm an toàn vào thời điểm những kẻ bạo loạn xâm nhập vào Điện Capitol. Chính quyền thủ đô Bogota của Colombia đã ban bố tình trạng báo động đỏ đồng thời ra lệnh cách ly trong vòng 4 ngày để ngăn chặn gia tăng tốc độ lây lan trở lại của dịch bệnh COVID-19, cũng như nguy cơ xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Anh. Phát biểu họp báo, thị trưởng Bogota, bà Claudia Lopez nêu rõ, thủ đô của Colombia được đặt trong tình trạng báo động đỏ từ ngày 7 tháng 1, bao gồm cả hệ thống bệnh viện. Mọi biện pháp hạn chế đi lại vào ban đêm sẽ được áp dụng tới ngày 12 tháng 1, rồi sau đó áp tiếp lệnh dưới nghiêm ban đêm đến hết ngày 17 tháng 1. Theo thị trưởng Lopez, thủ đô Bogota với 8 triệu dân đang phải đối mặt với làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19, thậm chí nguy hiểm và lây lan nhanh hơn đợt đầu. Việc các ca nhiễm lây lan nhanh hơn khiến giới chức thành phố lo ngại có thể có liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Anh. Tính tới nay, quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận 1,71 triệu người mắc COVID-19, khiến 44.723 người tử vong. Riêng thủ đô Bogota có 496.317 ca bệnh và 10.203 ca tử vong. Việc bàn giao vaccine ngừa COVID-19 theo cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX có thể được triển khai trong tháng 1 năm 2020. Đây là thông báo do Giám đốc chương trình tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO KTOPDN đưa ra vào ngày 7 tháng 1. Phát biểu tại một sự kiện trực tuyến, bà Kate O'Brien cho biết, cơ chế COVAX cần khoảng 7 tỷ đô la Mỹ để cung ứng đủ vaccine COVID-19 đến các quốc gia có thu nhập thấp hơn vào cuối năm 2021. Hiện COVAX đã huy động được khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, do đó có thể tiếp cận hơn 2 tỷ liều vaccine. Bà nêu rõ, WHO dự kiến bắt đầu bàn giao số vaccine này vào cuối tháng 1 hoặc trong nửa đầu tháng 2. Các công ty sản xuất vaccine tham gia vào cơ chế COVAX bao gồm Pfizer-BioNTech, Moderna và AstraZeneca Oxford. COVAX là cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine phòng COVID-19 do WHO khởi xướng để có nguồn kinh phí mua và phân phối vaccine cho các nước nghèo. Mục tiêu của COVAX là đến cuối năm 2021 sẽ cung cấp 2 tỷ liều vaccine trên khắp thế giới. Những đối tượng được ưu tiên ban đầu là nhân viên y tế và người dân dễ bị tổn thương nhất ở mọi quốc gia tham gia, bất kể mức thu nhập. quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình thái nguyên xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại